ý, nỗ lực cũng như quyết tâm phi thường của các vận động viên có hoàn cảnh thiếu may mắn. Tham dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragames lần thứ 9, có gần 1.500 vận động viên của 11 đoàn thể thao các quốc gia trong khu vực thi đấu 16 môn thể thao. Các vận động viên tranh tài ở 368 bộ huy chương ở 351 nội dung. Năm nay, lần đầu tiên, nội dung đua xe đạp lòng chảo và đường dài được đưa vào tổ chức. Với lực lượng 144 vận động viên tham gia tranh tài 158 nội dung ở 8 môn, nhiệm vụ trọng tâm của Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam là nỗ lực thi đấu, lập nhiều kỷ lục tại đại hội, đồng thời tiếp cận thành tích của châu lục và thế giới. Xuyên suốt lễ khai mạc của đại hội là thông điệp tôn vinh nghị lực phi thường, mang ý nghĩa khích lệ, đề cao sức mạnh của ý chí và sự nỗ lực vượt qua những trở ngại về thể chất của các vận động viên khuyết tật. Màn trâm đài đuốc đã thắp sáng đài đuốc ASEAN Paragames lần thứ 9, ngọn lửa mang tinh thần của đại hội thể thao trong suốt một tuần tranh tài. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin của bóng đá quốc